Trang Trần gây phẫn nộ khi Văn Tục chửi vợ cũ Thanh Bạch không thương tiếc. Cựu người mẫu Trang Trần luôn có những phát ngôn khiến nhiều người giật mình vì độ chợ búa và sổ sàng không ai tưởng nổi. Trước đó, Trang Trần được coi là một trong những người mẫu mạnh mẽ, cá tánh, độc lập và khác biệt so với những chân dài lả lướt khác cùng trong giới. Nhưng cũng vì thế, cô nhiều lần nhận chỉ trích của dư luận vì lối hành vi ứng xử và văn hóa trò chuyện trước công chúng. Hành vi Văn Tục chửi thề, hóa mạ cán bộ công an đang thi hành công vụ không đơn thuần như những việc trước đó Trang Trần gặp phải. Người mẫu đã chính thức nhận lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự vào năm 2015 cũng vì lối hành xử của mình. Mới đây, clip Trang Trần đăng đàn chửi thẳng nghệ sĩ Xuân Hương khiến nhiều khán giả phẫn nộ. Nhiều bình luận cảm thấy ngán ngẩm vì cách hành xử như dân chợ búa của Trang Trần khi cô liên tục văng bậy và những lời lẽ xúc phạm nghệ sĩ lớn tuổi. Nhiều khán giả cho rằng không thể nghe nổi những lời kinh khủng thốt ra từ miệng Trang Trần. Theo như nội dung mà Trang Trần chia sẻ trong clip, nghệ sĩ Xuân Hương đã để lại dòng bình luận vô văn hóa trong đoạn livestream với khán giả của cô. Ngay lập tức, Trang Trần đã đáp trả nghệ sĩ Xuân Hương và còn khẳng định đàn chị thường xuyên vào trang cá nhân nhiều sao Việt trẻ để bình luận dạy dỗ, mà gần đây nhất là ca sĩ Pha Lê. Chính vì thế, Trang Trần không có thiện cảm và nhân chuyện này nhắn nhủ đến nghệ sĩ Xuân Hương bớt dày đời đàn em. Trang Trần nổi điên chửi nghệ sĩ Xuân Hương với những lời lẽ vô cùng tục tiểu và thách thức báo chí lên tiếng. Trang Trần thậm chí hăm dọa nếu nghệ sĩ Xuân Hương dám phản ứng trên Facebook, cô sẵn sàng tới nhà xé xác đàn chị. Hiện tại, Trang Trần vẫn khẳng định cô không làm sai bất cứ điều gì và còn khẳng định tiếp đến cùng nếu nghệ sĩ Xuân Hương phản ứng. Chị trẻ lắm chị. Chị thấy em vô văn hóa, chị vào nhà em làm con cặc gì? Hả chị Lê Xuân Hương? Nào thì chị tấu, nào chị chú Thanh Bạch vấn đề này, vấn đề kia, chị có văn hóa không chị? Chị già nhưng em thấy chị hay cắm háng nghệ sĩ trẻ lắm. Còn em nói chị nghe này, già đâu rồi? Bớt xào lồn lại, bớt sách máu ở nhà người khác lại, ok? Riêng chị em chỉ địt mẹ chị luôn. Em mời chị về Facebook nhà chị, viết giờ tay tút chửi em tiếp. Em tiếp chị luôn. Chị già mà chị hãm lồn mà. Chị tự vào Facebook của em chị chửi mà. Cái địt mẹ chị Lê Xuân Hương. Giờ sao? Chị muốn nổi tiếng à? Đúng không chị? Chị tự chửi em trước mà. Mọi người chụp lại comment cho con đĩ già nó bớt xóa đi. Nó bảo mình là chửi nó vô duyên, hiểu không? Riêng con đĩ già Lê Xuân Hương đấy, là phải chửi. Bởi vì nó chửi rất nhiều nghệ sĩ trẻ rồi. Người ta đéo đụng vào nó cũng chửi người ta. À vào đây à, định vào đây kiếm cất hả chị? Chị già chị hết thời rồi. Chị phải giống em này, về bán bún đậu thôi. Còn chị già rồi ấy, chị đi kiếm cất nhà em thì em chúc mừng con mẹ chị luôn. Chị già mà chị hẫm lồn. Hôm trước chị cắn lồn con Pha Lê chưa xong à? Hôm nay chị lại vào cắn em à? Địt con mẹ chị luôn. Mời chị biết status. Báo chí rất tít. Chúc mừng chị. Già mà mất nét, đéo bao giờ phải nể. Ok. Em đéo bao giờ vô lễ với người già. Nhưng người già mà mất dạy như chị ấy, già xuống lỗ rồi mà không lo mà ăn với đi chùa đi. Vào cắn háng nghệ sĩ trẻ, cắn háng đàn em, đằng cháu, đằng con chị à? Giờ sao chị? Chị muốn chửi nữa không chị? Con già đấy ấy, nó rất hay vào Facebook của mấy nghệ sĩ trẻ dạy dỗ nghệ sĩ trẻ là phải sống thế này, sống thế nọ. Bọn em không tin ấy, sợt Nguyễn Xuân Hương hay Lê Xuân Hương gì đó. Hay dạy dỗ lắm. Xin lỗi là chị đéo đủ tư cách dạy em. Nhá chị Lê Xuân Hương. Em chửi thẳng mặt lồn chị luôn. Địt mẹ chị nghĩ chị là con nào? Chị vào nhà em chị chửi em vô văn hóa. Chị chọc em mà, địt mẹ chị. Ok. Hay chị nghĩ chị già rồi, chị nghệ sĩ già, ngày xưa em phải nể chị. Em nể người đúng, đéo bao giờ nể người sai. Địt mẹ chị hết cắn người nghệ sĩ này đến người nghệ sĩ kia. Rồi đụng cả vào nghệ sĩ Thanh Bạch. À, kể xấu chồng, đẹp không? Xấu chàng thì hổ ai? Thấy người ta bây giờ hạnh phúc, có tình yêu, hạnh phúc rồi bắt đầu chị lại địt mẹ lồn khô váy mốc. Chị lại bắt đầu đi cắn háng chồng cũ, kể xấu kể tội. Em đéo hiểu chị loại gì luôn. Vấn đề này, chị mày đã từng nhìn thấy
thấy con già đấy chửi rất nhiều nghệ sĩ trẻ rồi. Bọn em cứ theo dõi Facebook nó mà xem. Chuẩn bị nó cắm háng chị bây giờ. Chị đéo bao giờ dây vào ai, đừng ai dây vào chị. Thế thôi. Già đầu mà hâm lồn. Vào nhà chị chửi chị á. Chị đéo phải con pha lê đâu. Để mà con xin lỗi cô nhiều tuổi. Thôi cô thấy con sai thì coi như con sai này, quên con mẹ mày luôn. Địt mẹ con già. Phải gọi cho con pha lê báo cáo. Ở làm đéo có chịu chuyện đấy. Địt mẹ nó vào nhà chị nó chửi chị á. Địt mẹ mày, chị chửi cả họ nhớ lên luôn ấy. Bọn em hiểu không? Hôm trước chửi con pha lê tỏi lên. Alo. Em à. Dạ. Con già lồn Lê Xuân Hương nó vừa vào Facebook chị, nó comment chửi chị là vô văn hóa quá. Chị chửi tung lồn nó luôn em. Hôm trước rồi sao bạn Lê Xuân Hương phải bà điên nhỉ? Bà Xuân Hương võ danh tạch đấy. Ừ. Chị đang live stream. Đấy. Thế là nó vào nó comment là vô văn hóa quá. Chị chửi địt mẹ con già Lê Xuân Hương luôn. Mày nghĩ chị sợ nó không? Mày sợ chứ. Mày sợ mày không thích va chạm chứ còn chị sợ con cặc. Ờ, địt mẹ mày, chị chửi cho sấp mặt lồn luôn. Để tao xem là địt mẹ mày nó dám chửi tao trên Facebook của nó nhá. Tao đến tận nhà nó cứ chửi luôn. Địt mẹ con già điên. Hôm trước tao vô tình tao xem trên news feed con đĩ già nó chửi mày. Tao đéo hiểu chuyện gì. Tao vào tao đọc những inbox thì tao thấy mày nói chuyện rất bình thường. Xong mà tao thấy nó chửi mày, nó dạy mày là văn hóa này văn hóa nọ. Địt mẹ con già chửi tao à? Địt mẹ mày nó chửi ai chứ, nó chửi chị là chị cào lồn nó luôn. Chị sẽ hám hết em. Địt mẹ nó mất dạy em hiểu không? Chị đang live stream make up. Thế là nó vào comment chị là nói chuyện vô văn hóa quá, địt cả lò con già. Chị cần phải văn hóa với nó không? Chị chửi địt mẹ con già. Địt mẹ để tao xem nó là nó chửi rất nhiều nghệ sĩ trẻ rồi. Để tao cho nó biết thế nào là vô văn hóa. Địt mẹ mày, văn hóa chỉ cư xử với người có văn hóa đúng không em? Còn loại vô văn hóa vào nhà mình mà mình văn hóa với nó là mình ngu. Địt mẹ con già điên. Nhảy vào Facebook chị cắn đấy hiểu không? Địt mẹ mày, đúng ngày chị mày đang lên cơn hành kinh đây. Đủ má con đi. Trời đủ má, nó nghĩ là tao dạ nó già tao phải sợ nó à? Địt mẹ nó. Trời ơi, chắc nó chọc bà điên rồi đấy.